Hôm nay mình làm chả mực là một món ăn ngon có xuất xứ từ đất cảng Hải Phòng. Miếng chả mực thơm thật là ngon. Thưởng thức chúng ta dùng với một chút tương ớt thì thật là tuyệt vời. Cách chế biến chả mực thì đơn giản lắm. Mời bạn cùng vào bếp với mình nhé. Nguyên liệu mình sử dụng hôm nay là 750g mực. Mình mua mực đông đá từ tiệm Châu Á, 100g mỡ phần, 2 thìa canh nước mắm, 1 thìa cà phê muối gia vị Hải Hà, 1 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê tiêu giã dập, 1 thìa cà phê bột tỏi, 1 thìa cà phê bột nở, 12g bột khoai tây, 2 thìa canh dầu ăn, 1 thìa canh rượu và một chút thì là. Bây giờ mời các bạn cùng làm với mình nhé. Mực khi cho ra khỏi túi mình đã đem rửa sạch và bây giờ nó vẫn còn đá các bạn ạ. Nó có cái lớp màng như này các bạn này, cái lớp màng ở ngoài dai dai này, các bạn bóc nó đi nhé. Mực xong sau khi đã bóc được cái màng, các bạn bổ đôi miếng mực ra thế này nhé và đem rửa lại một lần. Chúng ta sẽ thái luôn những cái miếng mực này thành những cái miếng vừa vừa thôi, không cần phải thái nhỏ đâu, cho vào máy để xay. Một lạng mỡ phần của mình đã được xay sẵn rồi các bạn này, mình cũng cho vào luôn. Mỡ phần này của mình cũng lấy từ trong tủ đá ra. Mình cho toàn bộ phần gia vị đã được chuẩn bị sẵn vào trong cái cối xay này. Vào trong phần cối xay mực này là 2 thìa canh nước đá lạnh. Cối xay của mình nó rất là lạnh các bạn ạ, bởi vì mực mình cũng xay là mực từ tủ đá ra, phần mỡ phần ấy mình cũng lấy từ trong căn đá ra, cho nên là cái chải của mình là đảm bảo cực kỳ ngon và không bị vựa. Mình kiểm tra cái phần chả mực này, xay chả mực này các bạn không cần phải xay kỹ, xay nhuyễn mà các bạn chỉ cần xay dối. Tức là ở trong đây khi chúng ta xay cái miếng mực ấy nó vẫn còn đấy các bạn này. Đây này các bạn nhìn nó vẫn còn này. Để khi rán lên các bạn ăn, các bạn sẽ có cảm giác là có miếng mực nó giòn sần sật. Cái phần mỡ phần của mình ấy là mình đã xay mịn rồi, xay nhuyễn rồi và mình đã xay từ trước rồi. Sau khi kiểm tra cái phần xay này mình thấy như thế là ok rồi, chả mực mình đã xay xong. Cho thì là vào trộn lẫn. Bạn nào không thích ăn thì là thì không cần phải cho thì là vào nhé. Nhưng chả mực phải có thì là các bạn ạ, nó ngon hơn, nó sẽ dậy mùi của hải sản. Sau khi xay mực, mình đã để cái phần mực xay này vào trong ngăn mát của tủ lạnh 30 phút với mục đích là để cho bột nở, bột khoai tây và các phần gia vị nó sẽ ngấm đều và quyện với phần mực. Bây giờ mình mới đi rán các bạn nhé. Dầu xung quanh cái đĩa đũa nó sủi lên thế này là được các bạn nhé. Làm chả mực quá đơn giản các bạn thấy không? Mà khi làm các bạn chú ý là làm mực lạnh nhé. Các bạn để vào ngăn đá của tủ lạnh xong bỏ ra nó giã đông một chút. Các bạn làm khi nó còn cực kỳ lạnh ấy, thì cái miếng chả mực của các bạn đảm bảo là vừa giòn vừa dai và không bị vỡ.
các bạn dám chả dùng một cái thìa, xong rồi thìa canh ấy các bạn cho vào thìa canh, xong rồi dùng một cái thìa nhỏ hơn, chúng ta vén nó tròn vào một chút, gạt vào chảo, thế là xong, không phải nặn đâu các bạn nhé, nặn nó phiền phức lắm. Khi rán chả này các bạn không cần thiết không phải rán quá nhiều dầu các bạn nhé, chỉ thế này là được rồi đấy, vừa phải như này thôi. Khi thấy chả nó hơi cứng cứng thì chúng ta sẽ lật nó lên, dùng một cái tăm xiên qua cái phần chả, các bạn thấy không có cái gì dính vào tăm nữa và tháo ra tháo vào được dễ dàng là chả đã chín và chúng ta sẽ bỏ ra thôi. Món ăn của mình đã làm xong rồi, các bạn nhìn xem cực kỳ hấp dẫn. Chả mực này chúng ta ăn cùng với cương ớt thì quá tuyệt vời. Video mình kết thúc tại đây. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chúc các bạn có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.